Con bạch Thầy, cùng các bạn đồng tu cho con hỏi, tại sao bước vào buổi lễ, bắt đầu làm lễ, con cầm lấy quyển sách kinh đọc là con buồn ngủ? Con nghĩ là bị chướng trở ngại hay sao? Thầy giảng cho rõ cho con biết. Trùng với cái ý thứ hai của Phật tử lúc nãy, nói là mỗi khi bình thường ra không sao, nhưng cầm quyển kinh lên buồn ngủ, cái này có không? Có. Đặc biệt là ở trong nhà chùa, những người xuất gia đệ tử của tôi rất nhiều. Mới vào chùa được một vài tuần, mà cái một vài tháng, mà cái mà nó cứ ngủ la liệt ra với nhau. Thậm chí là cụ Vạn Niên, cụ bảo tôi cho một chú ra hầu cụ Vạn Niên, nó lên quét cái nhà thất ở trên tầng 2 ấy, lên khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy nó xuống. Thế cụ nhìn camera, cụ nhìn thấy là gì? Nó nằm trong cái ngọc, nó ngồi, nó ngủ ngồi trong cái xó tường ấy. Thế cụ đi lên, cụ hỏi, thế làm gì, mày làm gì đấy? Bạch Thầy, con đang niệm Phật ạ. Đấy. Thế ngủ khò khò ra 2 tiếng đồng hồ mà cụ lên hỏi, mày cụ con đang niệm Phật à, nó thèm ngủ lắm. Khi mới bắt đầu tu Phật á, cái nghiệp chướng nó đến, cái nghiệp từ vô thủy của chúng ta nó đến, đến rất nhiều cách, rất nhiều cái phương thức nghiệp, nghiệp đến với chúng ta. Trong đó mà có một cái nghiệp là buồn ngủ, một cái nghiệp nữa là cái nghiệp ham ăn. Ham ăn và buồn ngủ, hai cái nghiệp thường hay đi đôi với nhau, thèm ăn và buồn ngủ. Ở đây Phật tử nói là buồn ngủ đến thì làm thế nào? Ở đây á, có hai cách. Một cách thứ nhất là trước khi lên tụng kinh, Phật tử phải đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh nhé. Nếu mùa đông thì cho nước ấm lên chút được. Rửa phải rửa, chúng ta rửa hết cả đầu ấy, rửa hết cả đầu chứ đừng có rửa tí mặt không. Rửa mặt đi. Xong rồi á, nếu mà còn buồn ngủ khi mà lên tụng kinh nữa, các quý vị lấy cái khăn ướt đó mang theo, để một cái đĩa để bên cạnh. Mỗi khi mà buồn ngủ á, các quý vị lấy cái khăn đó là lau mặt đi một chút thì sẽ hết buồn ngủ thôi. Đấy là một phương pháp. Một cái phương pháp nữa mà khi buồn ngủ á, chúng ta giằng tai này, chúng ta giằng cái tai này, giằng mạnh cái tai xuống thì nó sẽ đỡ buồn ngủ, giằng tai sẽ đỡ buồn ngủ thôi. Và một cái điều quan trọng nữa mà muốn hết buồn ngủ, các Phật tử về tâm các quý vị tinh tiến lên, nghĩ đến sự vô thường tấn tốc, nay sống mai chết không biết thế nào được, cho nên ta không thể để ma ngủ nó bắt chúng ta mãi được, ta không thể làm nô lệ cho con ma ngủ hết đời này đến đời khác được. Từ vô thủy kiếp cho đến nay ta đã thua nó rồi, đời này ta nhất định không thua nó. Khởi cái tâm tinh tiến như vậy, dũng mãnh như thế để đọc kinh, căng to mắt ra. Ngày xưa tôi mới làm tiểu á, tu ở trên cái chùa cao ở chùa thầy á, các vị biết tôi dùng cái cách gì không? Tôi lấy cái que tăm, tôi lấy cái que tăm, tôi buồn ngủ không chịu được mà tôi lấy que tăm tôi chống con mắt rồi tôi lên để tôi đọc. Tôi đọc hết thời kinh Phổ Môn mà đến lúc cái máu nó tụ ở thâm ở hai cái con mắt của tôi lại, nhưng mà tôi vẫn cố để chiến thắng nó. Và mấy tháng như thế thì tôi hết buồn ngủ đó. Cũng phải chiến đấu đấy chứ không phải bình thường đâu. Đấy, xin trả lời cái vị đó như thế. Thôi, thời gian đã hết rồi. Các Phật tử chưa được trả lời thì hoan hỷ, mới trả lời được khoảng 1/10 câu hỏi thôi. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Phật. Nam mô A Di Đà.